Trong chiến tranh thế giới thứ hai, Đức Quốc xã giết dân thường bằng phương pháp cá mòi. Tử thi nạn nhân xếp chồng từng lớp như cá hộp. Đó là một phương pháp hiệu quả để giết nhiều người trong một thời gian ngắn. Tuy nhiên, đây không phải là bộ phim về Đức Quốc xã. Tay bị trói giật cánh khuỷu, một phát súng chuyên nghiệp nhắm vào gáy rồi được chôn trong một ngôi mộ tập thể. Những người này đã không bị giết bởi Đức Quốc xã. Họ bị giết bởi một quốc gia thuộc khối đồng minh, Liên Xô. Liên Xô đã giết người bằng cách này trong nhiều năm, ngay cả trước và sau khi gia nhập khối đồng minh. Những nạn nhân này không hề có được những đài tưởng niệm. Họ được chôn trong những ngôi mộ tập thể vô danh. Những kẻ sát nhân và những kẻ hợp tác với chúng không bao giờ sẵn sàng để nói về việc này. Ký ức về hàng triệu nạn nhân vô tội đã bị xóa khỏi lịch sử. Câu chuyện Xô Viết. Phim tài liệu của Edwin Snow. Trên khắp thế giới, những người trẻ thích đùa cợt bằng cách sử dụng các biểu tượng phổ biến trong quá khứ. Trong khi chữ thập ngọc của Đức Quốc xã bị xem là một trò đùa ác ý, thì biểu tượng của Xô Viết không được xem như vậy. Nói cho cùng, Cộng sản không phải là phát xít. Nó đề cao sự bình đẳng và hài hòa. Tự ý tưởng đó không có gì là sai trái. Nhưng thực sự là có. Có một điều làm nó không như những xã hội không tưởng khác. Lenin tin vào cuộc đấu tranh giai cấp. Có nghĩa rằng sự hài hòa tuyệt đối chỉ có thể đạt được sau một nhóm người khác bị tiêu diệt. Ban đầu khi những người cộng sản nên nắm quyền thì xã hội không có vấn đề gì. Ngay cả ở Nga, Ba Lan, Cuba, Nicaragua hoặc ở Trung Quốc. Ban đầu họ giết khoảng 10% dân số và họ chọn lựa rất kỹ lưỡng. Họ làm việc này không chỉ để tiêu diệt kẻ thù. Họ giết người để thiết lập lại cơ cấu xã hội, một phương pháp xây dựng xã hội. Tất cả trí thức, những công nhân tốt nhất, các kỹ sư tốt nhất đều bị họ giết hết. Và sau đó họ cố gắng xây dựng một xã hội mới. Treo cổ ít nhất 100 tên Kulak, bắn bỏ hết mọi con tin. Hãy để cho những người đứng cách xa hàng trăm dặm đều thấy và run sợ. Lenin. Những người cộng sản nắm chính quyền ở Nga vào năm 1917, Lenin lúc này đã có cơ hội để áp dụng chủ nghĩa Marx vào cuộc sống thực tiễn. Những người chống đối lại đã bị bắn. Có những vụ tàn sát khủng khiếp những nông dân phản kháng lại. Và không ai biết chính xác bao nhiêu người đã chết. Chúng ta có thể đoán rằng có khoảng 10 triệu người hoặc hơn nữa đã bị giết. Nhưng ngay cả sự phục vụ tàn nhẫn nhất cũng không thể phá vỡ được sự kháng cự của nhân dân, đặc biệt là ở các nước Cộng hòa thiểu số, nơi mà sự phục vụ của Cộng sản được cấu kết với áp bức dân tộc, ví dụ như tại Ukraine. Ngày 11 tháng 9 năm 1932, Stalin đã viết cho người đồng sự của mình là Karanovich: tình hình ở Ukraine hiện rất nghiêm trọng. Nếu chúng ta không hành động ngay, chúng ta có thể mất Ukraine. Một kế hoạch được ra đời sau những cuộc họp kín của những kẻ thân cận với Stalin. Đó là một kế hoạch khủng khiếp. Vào mùa đông năm 1932 và năm 1933, tất cả lương thực được chuyển khỏi Ukraine. Một hàng rào cách ly khổng lồ được lập ra để cô lập toàn bộ người dân Ukraine. Ban đầu thì những người dân không chết ngay. Một ít lúa mì và rau quả còn sót lại giúp họ sống sót. Nhưng điều này không nằm trong kế hoạch của Stalin.
Thế là Stalin bèn ra lệnh cho Bộ Dân ủy Nội vụ tịch thu tất cả lúa mì và thực phẩm còn sót lại. Bằng cách này, Stalin biết rằng ông đã tuyên án tử hình hàng triệu người. Tất cả khoai tây, củ cải, cải bắp, toàn bộ những thùng cải bắp muối cũng bị tịch thu hết. Họ lấy đi tất cả những gì có thể ăn được. Họ đã lấy đi mọi thực phẩm. Sau khi toàn bộ thực phẩm bị tịch thu, nông dân bị cấm tìm kiếm thức ăn ở nơi khác, cho dù là mua, trao đổi hay kiếm được. And then, và lúc ấy, nạn đói bắt đầu. Những người đang đói không được phép vào các thành phố. Có những đội quân đặc biệt chuyên ngăn chặn những người sắp chết và những người đói ăn lên tàu hỏa. Rất nhiều người chết trên đường dây xe lửa đi tới Krakow hay Kiev. Người dân Ukraine đã chết dần chết mòn một cách khủng khiếp. Trẻ em khóc và quằn quại đau đớn để xin bố mẹ bánh mì. Có nhiều người đã quên đi nỗi sợ và họ đến các cánh đồng mà Bộ Dân ủy Nội vụ trông coi để mót lúa mì. Họ bị bắn chết ngay tại chỗ. Tuy nhiên, hầu hết các nạn nhân chết từ từ ở nhà. Các đơn vị đặc biệt của Bộ Dân ủy Nội vụ đến nhà cửa dân để thu thập các xác chết. Họ nhận được 200 gram bánh mì cho mỗi xác chết họ thu thập được. Họ bước vào nhà và hỏi: hôm nay có ai chết không? Có một người phụ nữ sắp chết nằm trên giường. Họ nói: hãy để chúng tôi mang bà ta đi, trước sau gì bà ta cũng chết, để chúng tôi không mất công quay lại vào ngày mai. Bà ta van nài: đừng đưa tôi đi, tôi vẫn còn sống, tôi muốn sống. Những ngày đó thực sự kinh khủng. Tất cả những người chết được quẳng xuống hố chôn nhiều đến nỗi rung chuyển cả mặt đất. Nhiều người bị chôn sống. Đối với tôi, đây là một nơi thiêng liêng, bởi vì ở đây là nơi an nghỉ của các nạn nhân của nạn đói. Trong đó có cả họ hàng, bà nội của tôi. Mười năm sau đó, Đức Quốc xã tiêu diệt hàng triệu người Do Thái. Chúng cướp hết vàng bạc, trang sức của họ để gửi vào ngân hàng Thụy Sĩ. Chúng ta không biết những người Cộng sản đã làm gì với vàng tịch thu được từ những người chết, liệu họ có vàng hay không. Nhưng chúng ta biết những người Cộng sản đã làm gì với lúa mì tịch thu từ người dân Ukraine. Họ đã xuất khẩu hàng triệu tấn lúa mì này sang phương Tây. Millions upon millions of tons. Mặc dù nạn đói xảy ra, nhưng sản lượng xuất khẩu lúa mì của Ukraine đã tăng đến mức tối đa. Báo chí phương Tây đã tường thuật chi tiết về mức độ như bản chất của nạn đói ở Ukraine. Người Ukraine đang bị diệt chủng trước sự chứng kiến của thế giới. Nhưng thế giới đã không làm gì để giúp họ. Bảy triệu người đã chết đói chỉ trong vòng một năm. Nhân loại chưa bao giờ thấy được một cuộc diệt chủng nào hiệu quả hơn.
cuộc diệt chủng tại Ukraine vào mùa đông năm 1932, năm 1933. Xã hội Xô Viết là một xã hội cộng sản đầu tiên trên thế giới. Đó là một cuộc thí nghiệm xã hội khổng lồ. Cái chết đau đớn của 7 triệu người Ukraine có một ý nghĩa sâu sắc trong quan điểm méo mó của các kiến trúc sư của chủ nghĩa cộng sản. Chúng ta phải thực hiện một cuộc cách mạng, rồi thiết lập chế độ độc tài của giai cấp vô sản, và sau đó mới có thể tạo ra con người mới. Sự ra đời của con người mới là mục đích cuối cùng của chủ nghĩa Marx, tạo ra một loại người cách mạng mới, có cách suy nghĩ và hành động khác hẳn. Cộng sản không phải là những người duy nhất tiến hành quá trình này. Chúng ta phải tạo ra những con người mới, và một xã hội mới sẽ xuất hiện. Chủ nghĩa xã hội quốc gia của Hitler cũng chú trọng vào việc tạo ra con người mới. Cả hai hệ thống đều dựa trên một hệ tư tưởng với tham vọng tạo ra con người mới. Có nghĩa là cả hai chế độ đều không hài lòng với bản chất hiện tại của con người. Họ đấu tranh chống lại bản chất tự nhiên của con người. Đấy là cội rễ của chế độ toàn trị và điều hiển nhiên trong cả hai hệ tư tưởng. Chủ nghĩa phát xít là một hệ tư tưởng dựa trên quan điểm sinh học sai lầm, và chủ nghĩa cộng sản được dựa trên quan điểm xã hội học sai lầm. Nhưng cả hai hệ tư tưởng đều muốn chứng minh là mình có cơ sở khoa học. Nhà khoa học chính của Đức Quốc xã, ông Alfred Sonnenberg, thú nhận trước tòa án Nuremberg rằng Hitler đã lạm dụng ý tưởng của chủ nghĩa xã hội quốc gia. Thực ra, quan điểm của Đức Quốc xã không phải là quá tồi tệ. Những con người khỏe mạnh, xinh đẹp, tóc vàng và hạnh phúc. Một xã hội của tương lai, không có người tàn tật và người do thái, gần như một thiên đường. Vì một vài lý do, chủ nghĩa xã hội quốc gia không thể hoạt động, cũng giống như chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô. Cả hai hệ thống đều để lại hàng ngàn ngôi mộ tập thể, hàng triệu người bị giết. Liệu đó có là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi nghĩ rằng rất ít người biết rằng xã hội công khai ủng hộ nạn diệt chủng chỉ tồn tại trong thế kỷ 19 và thế kỷ 20. Đó là một thực tế đầy ấn tượng mà ít được biết đến. Khi tôi nói điều này ở các lớp học của tôi, ở đây và các trường đại học khác, thính giả luôn bị bất ngờ. Tại sao nhất thiết phải giết người? Điều này được nói lên lần đầu tiên vào tháng Giêng năm 1849 trong một bài báo đăng trên tờ tạp chí theo chủ nghĩa Marx, Neuer, Rechinger, Zeitung. Engels đã giải thích về ý nghĩa của cuộc đấu tranh giai cấp theo quan điểm Marxist. Theo ông, khi cách mạng xã hội chủ nghĩa diễn ra sẽ xảy ra đấu tranh giai cấp. Một số xã hội nguyên thủy ở châu Âu thì đã bị trễ đến hai thời kỳ, bởi vì những xã hội đó chưa đạt tới giai đoạn tư bản chủ nghĩa. Engels gọi người Beckett
Breton, Scott và người Serbia là những dân tộc cặn bã. He calls them racial trash. Racial trash. And they will have to be. Họ sẽ phải bị tiêu diệt vì họ đang tụt hậu lại quá xa. In the historical struggle, it will be impossible to bring. Nên không thể đưa họ đến cùng thời với cuộc cách mạng được. Angel nói về sự thô tục và đáng khinh bỉ của các dân tộc Slav. Ví dụ, ông cho rằng Ba Lan không có lý do để tồn tại. Poland has no reason to exist. Các chủng tộc và các giai cấp quá yếu để thích ứng với điều kiện sống mới, nên họ phải nhường bước. Họ phải bị tiêu diệt trong cuộc thảm sát của cách mạng. Karl Marx. Marx là cha đẻ của nạn diệt chủng chính trị hiện đại. Tôi không thấy một nhà tư tưởng châu Âu nào trước Marx và Engel công khai ủng hộ sự diệt chủng. Tôi không tìm thấy bất cứ điều gì trước đó, vì vậy tôi cho rằng nó bắt nguồn từ những người này. Những lời dạy của Marx và Engels đã được nghiên cứu kỹ lưỡng bởi Lenin, người đã khai sinh ra nhà nước Marxist đầu tiên trên thế giới. Một năm sau cái chết của Lenin vào năm 1924, báo The New York Times công bố một bài viết ngắn, nhưng không nhận được sự chú ý của độc giả lúc bấy giờ. Bài báo nói về một đảng chính trị mới được thành lập ở Đức. Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa ở Adolf Hitler là sáng lập và bảo trợ, luôn tin rằng Lenin và Hitler giống nhau. Ai là người nói ra điều này? Chính là tiến sĩ Krapier. Tiến sĩ Krapier khẳng định rằng Lenin là người vĩ đại nhất chỉ sau Hitler, và có rất ít khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản và tư tưởng của Hitler. Một cuộc chiến bè phái nổ ra, trong đó các bại bia được dùng làm vũ khí. Amazing. Thật đáng ngạc nhiên. Kepler, bộ trưởng tuyên truyền tương lai của Đức Quốc xã, đã công khai tuyên bố rằng có rất ít sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản và những lời dạy của Hitler. Như chúng ta biết, điều này không dễ nuốt đối với các cử tri. Vì thế, những người Quốc xã đã thay đổi chiến thuật. Những áp phích của chiến dịch vận động trước đó đã lặng lẽ biến mất, và họ không bao giờ công khai nhấn mạnh về sự tương đồng của họ với chủ nghĩa cộng sản nữa. Nhưng trong nội bộ thì những người Quốc xã và Hitler thẳng thắn hơn. Hitler thường nói rằng ông đã học được rất nhiều khi nghiên cứu chủ nghĩa Marx. Ông cho rằng chủ nghĩa xã hội quốc gia hoàn toàn dựa trên lý thuyết của chủ nghĩa Marx. Mọi người quên rằng chế độ Đức Quốc xã ở Đức cũng là một chế độ xã hội chủ nghĩa. Nó chính thức được gọi là Đảng Công nhân Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Nó là một nhánh của chủ nghĩa xã hội Liên Xô, được gọi là chủ nghĩa xã hội quốc tế. Và Đức Quốc xã được gọi là xã hội chủ nghĩa quốc gia. Trên thực tế, chúng chỉ là một chút khác biệt nhỏ trong cách diễn giải. Một nhóm những người cánh tả buộc tội Hitler. Nhưng tại Pháp, một số người theo chủ nghĩa xã hội đã ủng hộ Hitler.
Bill Nelson, nhà soạn kịch nổi tiếng người Anh, đã ủng hộ Hitler trên các phương tiện truyền thông đại chúng. Những người cánh tả ủng hộ Hitler không phải vì ông đã lừa được họ. Họ biết rằng Hitler sẽ giết người. Ông ta đã tuyên bố như vậy. Thực tế thì chính điều ấy đã làm cho họ ủng hộ ông ta. Mỗi người trong chúng ta đều biết ít nhất có một nửa tá những người vô dụng trên thế giới. Họ có vấn đề cả trong thế giới của riêng mình. Hãy hỏi họ, bạn có vui lòng biện minh cho sự tồn tại của mình không? Nếu bạn không thể biện minh cho sự tồn tại của chính bạn, nếu bạn không sản xuất ra nhiều của cải hơn mức tiêu thụ của bản thân, thì rõ ràng là xã hội không nên để một thành viên như bạn sống. Bạn không nên sống vì cuộc sống của bạn không có lợi cho chúng tôi và cho cả chính bạn nữa. Bernard Shaw ủng hộ việc diệt chủng theo giai cấp chứ không theo chủng tộc. Ví dụ, những người dân tàn tật, thất nghiệp hoặc lập dị. Tiêu diệt các tầng lớp ăn bám trong xã hội là luận điểm cơ bản của chủ nghĩa xã hội trong chủ nghĩa Marx. Trong một tờ báo ở London, Bernard Shaw đã kêu gọi các nhà khoa học nên chế tạo ra một loại hơi ngạt giết người một cách nhân đạo. Tôi kêu gọi các nhà hóa học tìm cách sáng chế ra một loại hơi ngạt nhân đạo có thể giết người ngay lập tức và không gây đau đớn, chết hoàn toàn nhưng nhân đạo mà không tàn nhẫn. After 10 years, 10 năm sau đó, loại hơi ngọt đó đã được phát minh. Nó được gọi là Silent B. Ở đó, Crickman là người đã chỉ đạo việc áp dụng Silent B trong thực tế. Sau này, hắn đã khai báo rằng nhờ áp dụng Silent B tại Auschwitz, tù nhân đã chết và không đau đớn. Silent B là một loại hơi ngạt nhân đạo. Vâng, Crickman đã dùng chính xác những từ đó. Phải nhìn nhận rằng Bernard Shaw là những người cánh tả nói chung, cơ bản phản đối chủ nghĩa phát xít. Bởi vì Hitler đã hoàn toàn bóp méo chủ nghĩa Marx đến nỗi không nhận ra được nữa. Giết người bằng vũ khí độc dựa vào sắc tộc của họ là không thể tha thứ. Việc lựa chọn phải dựa trên giai cấp. Hitler đã hoàn toàn sai lầm. Chính những loại người khác mới thực sự cần bị tiêu diệt. Quốc gia duy nhất áp dụng chính xác chủ nghĩa Marx chính là Liên Xô. Nó giết người bằng cách dựa trên các nguyên tắc của chủ nghĩa Marx một cách sát sao, kẻ thù giai cấp. Nói chung, quá trình này cũng tương tự như việc tiêu diệt người Do Thái. Đầu tiên là nạn nhân bị nhạo báng và làm nhục trước công chúng. Rồi sau đó họ bị giết. Hàng triệu người. Hãy vạch mặt bọn chúng. Rồi chúng ta có thể lôi ra hết những kẻ giấu mặt còn sót lại. Đừng sợ bọn chúng. Nếu kẻ thù không nhận tội, chúng sẽ bị tiêu diệt. Trong thập niên 1930, kỹ thuật xử tử đã được hình thành. Mỗi khu vực hành chính đều có một khu riêng để chôn các xác chết. Việc xử bắn được thực hiện trong nhà tù. Trong tầng hầm có một phòng bắn đặc biệt, có các bức tường bê tông và cống để thoát máu. Tù nhân được đưa xuống một hành lang dẫn tới phòng đỏ. Đó là lúc xác định danh tính lần cuối. Các nạn nhân phải tự khai báo tên của mình. Và sau đó họ sẽ được đưa tới phòng này. Khi nạn nhân bước vào, họ sẽ bị bắn một viên đạn vào sau gáy. Đúng vậy, nạn nhân bị giết bởi một phát đạn vào đầu. Chúng ta biết rằng thông thường họ bị giết theo nhóm, khoảng một hoặc vài trăm người mỗi đêm. Several hundreds every night.
Ngay sau đó, các xác chết được chuyển lên xe tải, chở đi khỏi thành phố và được chôn trong các khu rừng hoặc công viên gần đó. Đây là rừng Bikivina gần Kiev. Những người già sẽ không bao giờ quên được những chiếc xe tải chở xác chết tới đây vào ban đêm. Máu chảy nhỏ giọt trên những con đường. Mãi 50 năm sau, thân nhân của những người xấu số mới được phép đến đây. Họ xây dựng đài tưởng niệm này và mỗi cây trong rừng đều là một tượng đài cá nhân. Mỗi cây trong rừng này được buộc một chiếc khăn quàng tưởng nhớ tới các nạn nhân vô tội bị giết hại một cách tàn nhẫn và chôn tại ngôi mộ tập thể ở đây. Bikivina, Butov, Leningrad, Vinnytsia, Kharkov, những ngôi mộ tập thể khổng lồ nằm rải rác khắp mọi nơi trong cả nước. Cả một thế hệ trẻ em bị mất cha mẹ và trở thành những kẻ vô gia cư. Chúng được gọi là trẻ em đường phố. Hàng triệu trẻ em đường phố đi lang thang xin ăn ở các thành phố của Liên Xô. Đó là một cảnh tượng xấu hổ, đặc biệt là với những người ngoại quốc đến thăm thành phố Moscow. Nhưng Stalin đã giải quyết vấn đề này. Giữa thập niên năm 1930, khi vấn đề vô gia cư trở nên nghiêm trọng, Stalin đã cho phép bắn những trẻ em trên 12 tuổi. Người dân bị bắn chết vào ban đêm tại một quốc gia lớn nhất trên thế giới. Stalin thậm chí đã đi xa tới mức giết người ngẫu nhiên và theo chỉ tiêu. Ví dụ, có 100.000 người dân trong huyện Tambov. Mỗi một người bị bắt và bắn chết sẽ được tính vào chỉ tiêu. Họ không quan tâm người ấy là ai. Khi hoàn thành xong chỉ tiêu, chính quyền địa phương sẽ báo cáo cho Stalin và Trung ương Đảng để yêu cầu tăng mức chỉ tiêu cho họ. Khrushchev từng yêu cầu tăng thêm chỉ tiêu của mình. Ông ta được phép giết 7-8.000 kẻ thù. Ông ấy yêu cầu hãy tăng mức chỉ tiêu của tôi lên thành 17.000. Và việc tăng chỉ tiêu giết chóc đã được chấp thuận, và sau khi hoàn thành mức đề ra, họ lại tiếp tục yêu cầu tăng thêm nữa. Vì thế, đây là một vòng luẩn quẩn, một cỗ máy xay thịt người chỉ biết giết, giết và giết. Stalin đã tắm trong máu, bản thân tôi đã thấy những bản án tử hình đã do chính ông ta ký hàng loạt. Cùng với Molotov, Morozilov, Karanovich và Solanov, họ là năm kẻ giết người năng nổ nhất. Molotov luôn thêm vào tuổi từ 10 năm thành tử hình hàng loạt. Kết quả là giữa những năm 1937 và năm 1941 đã có 11 triệu người bị xử tử. 11 triệu người. Bạn có thể tưởng tượng nổi mức độ đàn áp của họ lên chính dân chúng của mình. Tôi không nghĩ rằng thế giới, cụ thể là châu Âu, chưa bao giờ thấy kiểu giết người như thế này, về quy mô cũng như là tính chất. Có một người ở châu Âu luôn theo sát tình hình tại Nga. Hitler giết hàng triệu người trong thời gian ngắn. Quả là một thành tích nổi bật. Holocaust lúc này mới chỉ là một ý tưởng trong đầu Hitler. Trở
chuẩn bị cho một trật tự thế giới mới. Thế giới quan nhóm máu của Hitler đã bắt đầu hình thành từ đây. Sát nhập Áo, chiếm đóng Tiệp Khắc. Mọi người đều vỡ lẽ ra, muốn tránh một thảm họa toàn cầu thì cần phải chặn đứng Hitler. Nhưng Stalin đã từ chối tham gia liên minh chống Hitler. Ý tưởng phá hủy trật tự quyền lực cũ ở châu Âu cũng là ý định của Stalin. Nhưng Hitler lại bị cho là kẻ ác. Ông ta sẽ phá hủy các trật tự cũ ở châu Âu, sẽ không còn quốc hội, công đoàn, quân đội và chính phủ. Và sau đó Stalin sẽ xuất hiện như một người giải phóng. Hàng triệu người mắc kẹt trong các trại tập trung đang chờ được tự do. Stalin và hồng quân của ông ta sẽ đến như những người giải phóng quân. Đây là kế hoạch của ông ta. Nhưng Hitler thiếu cả nguồn lực và sân sau an toàn để bắt đầu một cuộc chiến quy mô lớn. Vì thế, vào ngày 23 tháng 8 năm 1939, Hitler và Stalin đã ký một hiệp ước bảo đảm an toàn cho biên giới phía đông nước Đức và đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu chiến lược khổng lồ nằm trong một hiệp định thương mại được ký sau đó. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Ngoại giao Đức Quốc xã là Ribbentrop báo cáo Hitler về chuyến thăm Moscow. Hitler hoan hỉ. Bây giờ ông ta đã có đủ mọi thứ cần thiết để bắt đầu một cuộc chiến tranh thế giới. Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Hitler tấn công Ba Lan từ phía tây. Ba Lan tuyệt vọng chiến đấu chống lại Đức Quốc xã. Nhưng sau đó vào ngày 17 tháng 9, Ba Lan bị tấn công bất ngờ từ phía đông bởi Liên Xô. Theo tất cả các quy tắc của luật pháp quốc tế, quyết định của chính phủ Liên Xô chiếm đóng Ba Lan rõ ràng là một hành động xâm lược. Máy bay của không quân Đức ném bom các thành phố của Ba Lan và trạm bộ tiến của Liên Xô đặt tại Minsk đã hướng dẫn chúng đến các mục tiêu. Hồng quân năm 1939. Lúc ấy Hồng quân trông khác hẳn. Họ đã tham gia chiến tranh thế giới thứ hai bên cạnh lực lượng SS. Người dân địa phương không thể phân biệt được ai là ai. Vì vậy, để bảo đảm, họ thường chào đón cả hai. Quân đội Đức gặp Hồng quân ở miền trung Ba Lan và hai con quái vật độc tài Đức và Liên Xô chia đôi quốc gia này. Báo chí Xô Viết mô tả đây là cuộc chiến chống lại phát xít Ba Lan. Những người yêu hòa bình ở Đức Quốc xã và Liên Xô đang chiến đấu chống lại chủ nghĩa phát xít Ba Lan hiếu chiến. Nhưng thế giới đã không biết rằng cả hai kẻ độc tài đã đi đến thỏa thuận. Những vấn đề lớn hơn là việc phân chia Ba Lan. Trong một thỏa thuận bí mật được ký kết tại Điện Kremlin một tuần trước khi chiến tranh nổ ra, Hitler và Stalin đã đồng ý việc phân chia cả châu Âu. Ban đầu đề xuất của Ribbentrop không đề cập đến việc này. Mặc dù điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chính Stalin đã là người đề xuất thỏa thuận bí mật ấy. Chúng tôi đã phủ nhận nó bởi vì nó mang đầy tính gây hấn.
Đảng Cộng sản không thể nào ký những thỏa thuận như thế. Vì vậy, chúng tôi đã phản đối nghị định bí mật này đến phút chót. Theo nghị định mật thì Hitler đã bật đèn xanh cho Stalin chiếm đóng một số quốc gia châu Âu. Quốc gia đầu tiên trong danh sách là Phần Lan. Khi máy bay đầu tiên ném bom Helsinki trong tháng 11 năm 1939, người dân Phần Lan cho đấy là máy bay Nga lạc đường và bắn phá nhầm Helsinki. Nhưng máy bay ném bom Liên Xô lại tiếp tục nhắm vào Helsinki. Thành phố tiếp tục bị phá hủy. Bạn cảm thấy nhịp tim của bạn đập nhanh hơn chứng kiến những tòa nhà sụp đổ khi bom nổ. Moscow cáo buộc Phần Lan là một chế độ phát xít và phát động một cuộc tấn công lớn bằng đường bộ. Đây là một thất bại thảm hại. Người Nga thiệt hại khoảng 300.000 người, chết vì lạnh và bị thương. Phần Lan bé nhỏ đã chống lại quân đội lớn nhất thế giới một cách phi thường, nhưng với một cái giá quá lớn. Cha tôi mất 4 người anh em trong một cuộc chiến đó. 4. Đó là quá nhiều cho một gia đình. Đó là cái giá chúng tôi phải trả để bảo vệ xã hội dân chủ của chúng tôi. Cờ Phần Lan tiếp tục bay. Dù phải đi qua thung lũng tử thần, dù có thể mất tự do và lãnh thổ, họ vẫn tiếp tục chiến đấu. Lại thêm một cuộc không kích vào Helsinki. Chúng ta đang chứng kiến cảnh quay đầy nguy hiểm khi trẻ em di chuyển xuống hầm trú ẩn để tránh bom. Người dân trốn sau những bức tường để tránh tử thần từ trên không. Đây là một cuộc chiến tranh nhằm tiêu diệt phụ nữ và trẻ em. Người Nga đang rút khỏi những ngôi làng lạnh giá. Nếu họ không thắng nổi, họ cũng bị phá hủy toàn bộ. Do Liên Xô xâm lược thô bạo Phần Lan, Liên Xô đã bị trục xuất khỏi Quốc hội Liên. Tuyên truyền của Kremlin về cuộc chiến chống lại phát xít Phần Lan đã không được chú ý. Chỉ có 3 quốc gia bị lên án bởi Quốc hội Liên là gây hấn và xâm lược: Nhật Bản quân phiệt, phát xít Ý và Đức Quốc xã. Bây giờ Liên Xô gia nhập với nhóm trên. Ở châu Âu, Liên Xô chỉ còn lại một đồng minh: Hitler. Hitler phát động một cuộc chiến tranh chớp nhoáng về phía Tây. Đức Quốc xã chiếm đóng Đan Mạch, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg. Na Uy đã bị chiếm đóng dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Liên Xô. Stalin đã cho phép Đức Quốc xã sử dụng một căn cứ hải quân gần Murmansk để Hitler đưa quân tấn công Na Uy. Khi Berlin quyết định kết thúc việc sử dụng căn cứ này, Đô đốc người Đức, Radel, đã viết một bức thư gửi tư lệnh Hải quân Liên Xô, Kuznetsov, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về việc đã hỗ trợ Hải quân Đức. Stalin đã viết cho Bộ trưởng Ngoại giao Đức Quốc xã Ribbentrop, tình hữu nghị giữa Đức và Liên Xô được bảo đảm bằng máu. Hiển nhiên là máu các nạn nhân của Liên Xô và Đức Quốc xã. Và đó thực sự là tình hữu nghị. Các sĩ quan Liên Xô và Đức Quốc xã gặp nhau và thảo luận về tiến trình của cuộc chiến. Lúc này là tháng 12 năm 1939. Tiến trình vẫn tốt và triển vọng còn tốt hơn. Đó là lý do tốt để ăn mừng. Liên Xô đã trở thành nhà cung cấp nguyên vật liệu chính cho cỗ máy chiến tranh Đức Quốc xã. Hàng ngàn tấn dầu, quặng sắt và vật liệu xây dựng.
Thậm chí cả những đoàn xe lửa chở đầy lúa mì Liên Xô cũng được gửi đến cho quân đội Đức. Trong khi những người dân Xô Viết đang đói, thì chính phủ của họ cung cấp lương thực cho Hitler. Liên Xô còn đi xa hơn nữa. Họ còn thuyết phục các đảng cộng sản ở châu Âu phá hoại phong trào kháng chiến và hỗ trợ Đức Quốc xã. Công nhân thành phố Paris vui vẻ trò chuyện với các binh sĩ Đức như bạn bè trên đường phố hay trong các quán cà phê. Làm tốt lắm các đồng chí, cứ tiếp tục như vậy nhé. Dưới sự bóc lột của giai cấp tư sản, tình huynh đệ giữa con người luôn là một hy vọng hão huyền, nhưng nay đã thành sự thực. Đảng Cộng sản Pháp đã nói những điều này vào tháng 7 năm 1940. Giờ đây Đảng Cộng sản nói rằng họ đã chống lại Đức Quốc xã từ trước năm 1941, thời điểm Liên Xô bị Hitler tấn công. Trên thực tế, họ chống lại chính phủ của thống chế Petain hơn là chống lại người Đức. Marshal Petain's government more than the German. Tháng 6 năm 1940, Hitler nghiền nát nước Pháp, trong khi đó Stalin chiếm Lithuania, Latvia và Estonia. Quốc gia duy nhất còn lại ở châu Âu chống lại Hitler là nước Anh. Nếu nước Anh đầu hàng, phe trục sẽ giành quyền kiểm soát châu Âu lục địa, châu Á, châu Phi, châu Úc và các vùng biển. Và họ sẽ giành được các vị trí chiến lược để sử dụng nguồn tài nguyên quân sự và hàng hải khổng lồ cho các hoạt động kiểm soát toàn bộ bán cầu này. Tổng thống Mỹ Roosevelt xem Liên Xô như một nước thuộc phe trục. Ai cũng thấy quá rõ ràng là Stalin đã từng thuộc phe phát xít. Thủ tướng Liên Xô Molotov đã đến Berlin để thương lượng về việc phân chia quyền lực thời hậu chiến. Ông ta viết một bản danh sách các vùng lãnh thổ mà Liên Xô quan tâm đến. Có lẽ ông đang nói về các lợi thế của chủ nghĩa phát xít, vì chính Thủ tướng Liên Xô Molotov chứ không phải Rivel từng cảnh báo phương Tây không nên chiến đấu chống lại hệ tư tưởng Đức Quốc xã. Còn hơn nữa, trong bài phát biểu với lãnh đạo Xô Viết tối cao tại Điện Kremlin, Molotov tuyên bố rằng đấu tranh chống lại hệ tư tưởng Đức Quốc xã là một tội ác. Bài phát biểu này đã được đăng trên các tờ báo lớn của Liên Xô. Sau này, trang báo đó đã biến mất trong các thư viện công cộng của Liên Xô, cùng với những tuyên bố ủng hộ Đức Quốc xã của chính quyền Xô Viết. That page will disappear from the public libraries of the USSR, along with many other pro-Nazi statements of the Soviet government. But why was... Vậy tại sao chống lại Đức Quốc xã lại được xem là tội ác dưới quan điểm của Liên Xô? Bởi vì giết người hàng loạt và trại tập trung là cơ sở của hệ tư tưởng này. Lao động sẽ giải phóng bạn, khẩu hiệu tại trại tập trung của Đức Quốc xã. Lao động là vinh quang, khẩu hiệu tại trại tập trung của Xô Viết. Nếu ai đó chống lại hệ tư tưởng của chủ nghĩa phát xít, cũng có nghĩa là họ cũng chống lại chế độ Xô Viết. Molotov biết rõ điều này. Bởi vì Molotov chính là người đích thân giám sát việc tiêu diệt 7 triệu người Ukraine. Còn Himmler chịu trách nhiệm tiêu diệt người Do Thái. Cả hai đều đồng ý rằng vì lợi ích chung, những nhóm người nào đấy cần phải bị tiêu diệt. Winston Churchill không chỉ coi tư tưởng của Đức Quốc xã và Cộng sản là rất giống nhau. Theo quan điểm của ông, chủ nghĩa phát xít là một hình thức của chế độ chuyên quyền Cộng sản. Chế độ chuyên quyền Cộng sản ghê tởm, như cách Churchill gọi vào năm 1940, cuối cùng đã chiến thắng với sự trợ giúp của đồng minh. Đây là lễ kỷ niệm 60 năm chiến thắng vĩ đại.
Một cuộc diễu binh lịch sử không kém so với cuộc diễu binh chiến thắng đầu tiên của quân đội Xô Viết trong chiến tranh thế giới thứ hai cùng với Đức Quốc xã. Die kommandierenden Generale der deutschen und sowjetrussischen Truppen nahmen gemeinsam den Vorbeimarsch ihrer Formationen ab. Liên Xô không bao giờ nói rằng họ đã từng diễu binh dưới cờ Đức Quốc xã. Moscow cũng công khai miêu tả mình là một cựu chiến binh chống phát xít. Nhiều người đã tin vào điều này. Có nhiều người Do Thái chạy trốn sang Liên Xô để trốn thoát Hitler. Và rồi Stalin đã làm những điều không thể tưởng tượng được. Họ bị gom lại và được chuyển ngay cho Gestapo để thể hiện lòng hữu nghị. Sự hợp tác giữa Liên Xô và SS. Hãy xem kỹ đoạn phim này một lần nữa. Một sĩ quan Liên Xô đón các đồng nghiệp SS bằng kiểu chào quốc xã. SS của Đức Quốc xã và Bộ Dân ủy Nội vụ của Liên Xô, lực lượng an ninh của Stalin cộng tác với nhau rất chặt chẽ. Các tài liệu lưu trữ cho thấy có sự cộng tác ở quy mô rất lớn giữa hai cơ quan này. Danh sách dài những người Cộng sản Đức và Do Thái mà Liên Xô đã giao họ cho Đức Quốc xã. Tháng 12 năm 1937, tháng 4 năm 1938, tháng 5 năm 1938, tháng 11 năm 1938, hầu hết những người này chết trong các trại tập trung của Đức Quốc xã. Tuy nhiên, sự công tác của SS và Bộ Dân ủy Nội vụ không chỉ giới hạn ở việc dẫn độ những kẻ thù chung. Bộ Dân ủy Nội vụ huấn luyện cho Gestapo. Bộ máy khủng bố của Liên Xô đã hoạt động được 20 năm trước khi Đức Quốc xã hình thành. Một phái đoàn của Gestapo và SS đến Liên Xô để học cách xây dựng trại tập trung. Các sĩ quan Liên Xô đã lần lượt đi đến Krakow lúc còn Đức Quốc xã chiến đóng để gặp các đồng nghiệp SS. Các vấn đề Do Thái được đặt lên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Các sĩ quan Liên Xô sẽ phối hợp trục xuất người Do Thái với chuẩn tướng SS Otto Walter, một trong những kiến trúc sư của Holocaust. Ông ta chuyển người Do Thái tới các khu trại tập trung của người Do Thái ở Krakow và sau đó tiêu diệt họ trong các phòng hơi ngạt. Sự thực là Nga không còn phủ nhận việc Liên Xô đã hợp tác với SS. Những cái mà họ vẫn phủ nhận là sự hợp tác dựa trên một văn bản thỏa thuận. Nó được viết bằng tiếng Đức. Đây là chữ ký của Beria. Dịch từ tiếng Đức. Reinfusser SS, tránh văn phòng an ninh trung ương Berlin ngày 3 tháng 11 năm 1938. Với giấy phép này, tôi ủy quyền cho đại tá SS Müller ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Dân ủy Nội vụ và văn phòng an ninh trung ương Đức tại Moscow. Chúng tôi mong đợi nhiều rằng thỏa thuận này sẽ củng cố nền hòa bình và an ninh giữa hai quốc gia của chúng ta. Trung tướng SS Hendrik Мамулов.
Мамулов, да? Мамулов это да. самое, это здесь, Мамулов. Здесь Дин кем тета лио, Лавини и Берия. Документ, Лаврентий Берия, подпись личная. Tài liệu này được một nhân viên lén lấy từ kho lưu trữ bí mật của Tổng thống tại Moscow và nó đã xuất hiện trên truyền hình Nga. Sau đó, đoạn phim này đã biến mất khỏi kho lưu trữ truyền hình. Không giống như những quan chức hiện tại của Điện Kremlin, các cựu quan chức Liên Xô cũ, những người có thể truy cập vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, nay là kho lưu trữ Tổng thống, công nhận sự tồn tại của bản thỏa thuận này. Vladimir Rakov, cựu đại tá tình báo quân đội, hai lần danh hiệu Anh hùng Liên Xô, Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô, cơ quan tối cao của Liên Xô. The top Soviet leadership council. Convoys bringing in the entire Politburo and party bosses from every corner of the country. This man, Vladimir Karpov, said that so many problems had now mounted up that the way things were run had to be changed. Chúng tôi đã phỏng vấn ông Kharkov tại căn hộ của mình ở chung cư Kurutov, đại lộ số 26 Moscow, và nhà này cũng là nơi ở của cựu giám đốc KGB Andropov và nhà lãnh đạo Liên Xô Leonid Brezhnev. Một thỏa thuận hợp tác bí mật đã được ký giữa KGB, Bộ Giáo dục Nội vụ lúc bấy giờ, và Gestapo. Họ buộc tội tôi là kẻ nói dối và cho rằng thỏa thuận này không tồn tại. Chúng ta không thể ký một thỏa thuận như vậy. Đây là một mâu thuẫn đáng kinh ngạc. Một mặt họ công nhận rằng chế độ Stalin đã phạm tội. Nhưng mặt khác, họ lại không công nhận tội ác của nó trong lĩnh vực đối ngoại. Nếu công nhận một chế độ là tội phạm, thì nó phạm tội trong tất cả các lĩnh vực, kể cả trong lĩnh vực đối ngoại. Điều này phải được công nhận một cách dứt khoát. Tuy nhiên, Moscow không chấp nhận nó. Họ không thừa nhận bản chất tội ác của chế độ Xô Viết. Bất kỳ tài liệu nào vạch trần bản chất chế độ thường được tuyên bố là giả mạo. Ví dụ như Hiệp ước Bí mật Phân chia châu Âu. Điều thú vị là trong trường hợp này, một sử gia phương Tây đã ủng hộ sự phủ nhận của Điện Kremlin. David Irving, người nổi tiếng với việc phủ nhận Holocaust. Nhưng tại sao ông ta lại phản đối tính xác thực của tài liệu này? Chúng ta chỉ có thể đoán dựa vào đoạn trích dẫn sau của văn bản thỏa thuận. Bộ Dân ủy sẽ đề xuất với chính quyền Xô Viết một chương trình giới hạn những người Do Thái làm việc trong các tổ chức chính phủ và cấm người Do Thái tham gia hoặc vào các hoạt động văn hóa và giáo dục, ký bởi Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia thuộc Bộ Dân ủy Nội vụ Beria, đại diện Chánh văn phòng An ninh Trung ương Đức Müller. Nghe có vẻ sốc nhưng thậm chí tệ hơn là ngày nay tại Nga, những việc làm của Stalin còn được hợp lý hóa nhiều hơn trước kia. Igor Brezhnev, cựu bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga. Đây là một cuộc chiến thực sự. Một cuộc chiến chống chủ nghĩa phát xít Do Thái trong quốc gia của chúng ta. Radionov chỉ là một trong nhiều người Nga ngày nay tin rằng việc ủng hộ và hỗ trợ Hitler trong cuộc chiến chống lại người Do Thái trong thập niên 30 thực sự là cuộc chiến cao quý chống chủ nghĩa phát xít. Họ gọi đó là chủ nghĩa phát xít Do Thái ở Nga ngày nay. Năm 1939, Stalin sa thải Ngoại trưởng kỳ cựu Livinov. Bởi vì Livinov là một người Do Thái, điều này không hợp với việc ký kết bất kỳ một hiệp ước nào với Đức. Livinov bị cách chức, lính và xe tăng của Bộ Dân ủy Nội vụ đã bao vây Bộ Ngoại giao Liên Xô. Và Stalin ra lệnh dọn sạch cái giáo đường Do Thái này. Không phải là một lời lẽ tốt đẹp lắm. Tưởng rằng chỉ Hitler mới nói như vậy. Nhưng Stalin cũng có thành kiến tương tự với người Do Thái. Nhà lãnh đạo Cộng sản lưu vong Trotsky đã cảnh báo về chủ nghĩa bài Do Thái của Stalin, cũng như về sự thông đồng giữa Stalin và Hitler.
Cảnh sát mật của Stalin, GPU, giờ đây tương đương với Gestapo của Đức Quốc xã. Những bài phát biểu thẳng thắn của ông đã trở nên nguy hiểm đối với Điện Kremlin. Trotsky biết rằng mỗi bài phát biểu của ông đều có thể là bài cuối cùng và hiểu rằng Stalin đang theo sát ông. Nhưng ngay cả trong cơn ác mộng tồi tệ nhất của mình, ông cũng không thể tưởng tượng được rằng ông sẽ chết một cách cực kỳ đau đớn. Stalin đã gửi một điệp viên tới Mexico. Hắn ta lẻn vào nhà của Trotsky và đập vào đầu ông bằng một chiếc búa leo núi. Trotsky đã chiến đấu với tử thần trong 2 ngày cho đến khi ông qua đời trong cơn đau khủng khiếp. Trong thời gian Stalin lãnh đạo, những người chỉ trích Điện Kremlin không hề được đối thoại, mà họ sẽ bị giết. Liên bang Xô Viết cũng như Đức Quốc xã không những chỉ phạm tội mà còn có bản chất của một tập đoàn tội phạm. Để trở thành một thành viên trong bộ chính trị của Stalin thì người đó phải có trách nhiệm giết người để được tin tưởng, tương tự như một băng đảng tội phạm. Stalin hiếm khi ký lệnh xử tử một mình. Các thành viên khác của bộ chính trị cũng phải ký vào danh sách tử hình. Ngay cả những người sau đó lên án Stalin cũng chịu chung trách nhiệm về những vụ giết người hàng loạt. Những đồng chí đoàn kết với nhau vì một tội ác chung. Họ không còn con đường nào khác ngoại trừ việc tiếp tục phạm tội ác. Vào tháng 3 năm 1940, trong một khu rừng gần làng Katyn, 8 hố chôn người đã được đào. Xe tải chở nhiều người đến đây. Họ là sĩ quan dự bị của quân đội, bác sĩ, kỹ sư, giáo viên người Ba Lan. Họ được ra lệnh bước xuống xe. Không ai được biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng tiếng ồn của xe tải làm người kiểm lâm thấy bất thường. Ông ta đã bị bắt giam trong 25 năm dưới một cái tên giả và không được liên lạc với thế giới bên ngoài. Họ có thể giết ông ta, nhưng không biết vì lý do gì họ chỉ giam ông ta. Có rất nhiều tài liệu về việc này. Vậy ông ta thấy những gì? Ông ta thấy các nhân viên Bộ Dân ủy Nội vụ giết người Ba Lan, các nạn nhân bị đưa tới gần miệng hố rồi mỗi người bị bắn một phát vào gáy. Tay của họ bị trói chặt sau lưng, họ bị bắt quỳ gần miệng hố để ngã luôn xuống hố sau khi chết. Bộ chính trị đã quyết định xử tử tất cả các tù nhân tại 3 trại giam. Vụ thảm sát Katyn là vụ diệt chủng hàng loạt mang tầm vóc lớn đầu tiên trong chiến tranh thế giới thứ hai. Sau đó, Đức Quốc xã tiếp tục việc này. Vụ thảm sát Katyn khởi đầu cho hàng loạt các vụ thảm sát công nghiệp và sớm đưa Thế chiến thứ hai thành cuộc tàn sát đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Sau Katyn, Liên Xô tiếp tục các cuộc thảm sát khác một cách thường xuyên. Riga, Tartu, Lviv, Minsk. Thân nhân thường không thể nhận diện được các xác chết. Họ bị tra tấn, dã man đến mức biến dạng hoàn toàn. Trong khi đó, Liên Xô trở thành một sức mạnh của phe đồng minh. Các sĩ quan Liên Xô từng nhổ móng tay, cắt lưỡi và đóng đinh vào sọ của nạn nhân. Giờ lại được nhận lương từ tiền viện trợ của phương Tây. Luật tội phạm chiến tranh của Anh bảo đảm cho họ quyền miễn bị truy tố ở Anh, bởi vì theo luật tội phạm chiến tranh, chỉ có người Đức mới phạm tội ác này.
Bạn muốn biết mục tiêu của chúng tôi là gì? Tôi có thể trả lời đơn giản. Chiến thắng. Chiến thắng bằng mọi giá. Suốt 60 năm qua, toàn bộ thế giới phương Tây chỉ tin rằng mọi tội ác chiến tranh đều do Đức Quốc xã gây ra. Rất khó có thể đổi quan điểm đó. Liệu châu Âu sẽ bao giờ có thể nhận ra những trang sử đầy tội ác này? Rất khó để trả lời câu hỏi này. Thảm sát là thảm sát. Không nên có sự phân biệt tùy thuộc ai là kẻ thủ phạm. Tuy nhiên, sự phân biệt đó vẫn tồn tại. Các sĩ quan Liên Xô đã được trao huân chương cho việc tiêu diệt 20.000 người tay không tắc sắt. Thiếu tá Sovennenko là người tiến hành việc xử tử tại Katyn, được nhận huân chương danh dự. Và Serov, người sau này là thủ trưởng cơ quan KGB, đã được nhận huân chương Lenin, huân chương nhà nước cao quý nhất cho việc bắn chết các sĩ quan Ba Lan. Hơn 27 triệu công dân Xô Viết đã chết trong chiến tranh thế giới thứ hai. Nhưng Đảng Cộng sản luôn cố gắng giảm bớt con số này. Tại sao? Bởi vì chỉ có một phần nhỏ trong số họ bị giết bởi người Đức. Chúng ta phải nhớ rằng khi Hồng quân ra trận, đi sau Hồng quân là một đội quân thứ hai, bộ dân ủy nội vụ, với xe tăng riêng và súng máy nhắm bắn về phía trước, để không ai có thể thối lui. Viktor Baturin, chủ tịch hội quân sự Nga, đã kể những câu chuyện ghê tởm trong quân đội Xô Viết. Sau những trận đánh lớn, các đơn vị đặc biệt của Bộ Tư lệnh Nội vụ lùng sục khắp chiến trường để thu hồi các thẻ bài của các binh lính Liên Xô tù trận, để biến họ thành những kẻ vô danh. Không có quốc gia nào khác trên thế giới đối xử như thế với binh lính của mình. Vì chính sách ghê tởm của chính quyền Xô Viết, hơn 1 triệu công dân Xô Viết đã gia nhập phe Đức Quốc xã. Tôi thề sẽ tuân theo lệnh của Tổng tư lệnh tối cao Adolf Hitler. Họ phải quay lại chống đồng bào của mình. Những ai từ chối sẽ bị thẳng tay trừng trị bởi những kẻ thân Đức. Nếu như xung quanh chúng ta xuất hiện kẻ phiến loạn, chúng ta sẽ xử lý chúng không thương xót. Cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại sắp kết thúc. Stalin đang ngự trị trên đỉnh cao của danh vọng. Ông biết rằng không ai dám phán xét những người đã chiến thắng Hitler. Vì vậy, khi kết thúc chiến tranh, ông ta tiếp tục phạm những tội ác khủng khiếp nhất. Stalin đã đầy ải hoàn toàn hơn chục dân tộc, kể cả trẻ em và người già, nam, nữ, thậm chí có cả đảng viên Cộng sản.
Họ bị đẩy tới Trung Á, Kazakhstan, Chechnya, Ingush, Karmis, Karachev và Tremantirat. Cả chục nước Cộng Hòa trên đã bị xóa sổ hoàn toàn. Liên Xô lưu đày các dân tộc với quy mô lớn, tương tự như SS đã làm. Việc lưu đày này cực kỳ khủng khiếp. 60 đến 70 người bị nhồi vào những toa chở súc vật. Không có một chỗ để đi vệ sinh, chỉ có một cái lỗ duy nhất trên sàn tàu. Họ bị nhồi chặt đến nỗi chỉ có thể đứng chứ không ngồi được. Tại nhà ga, họ phải dọn dẹp hàng trăm xác chết ở trên tàu. Sau đó, chúng tôi kéo các xác chết trên xe trượt tuyết đến nghĩa trang. Lúc con trai tôi được kéo tới nơi, không có lính gác trực. Trẻ em không bị cho là tù nhân nên chúng được chôn ở các nghĩa trang dân sự. Còn tất cả chúng tôi chỉ được phép chôn trong đầm lầy. Khi một đứa trẻ khác chết, tôi cũng phải kéo nó đến đó. Và tôi mới có cơ hội thăm viếng mộ của con trai tôi lần cuối cùng. Những bức tranh từ kho lưu trữ của bảo tàng chiếm đóng Latvia. Tháng 5 năm 1945, lực lượng đồng minh đã đánh bại Hitler. Đoạn phim khủng khiếp này đã được chiếu ở phương Tây, cảnh một trại tập trung của Đức Quốc xã sau khi được giải phóng. Nhưng chỉ có một vài người hiểu rõ những gì họ đang xem. Trại tập trung đang được dọn dẹp để chuẩn bị cho các tù nhân mới. Liên Xô không hề phá hủy các trại tập trung của Đức Quốc xã, vì họ tiếp tục sử dụng chúng sau chiến tranh. Các thỏa thuận mà Stalin đã ký kết với các nước phương Tây ảnh hưởng tới toàn bộ châu Âu trong 50 năm tiếp theo, mặc dù tội ác của hai chế độ độc tài tương tự như nhau, nhưng hậu quả chính trị của chúng sau chiến tranh hoàn toàn khác nhau. Số phận người dân Đông Âu và Tây Âu cũng rất khác nhau. Liên Xô đã chuyển một lượng lớn người Nga đến sống tại các nước vùng Baltic mà họ vừa chiếm đóng được. Đây rõ ràng là một vi phạm Công ước Geneva đã nghiêm cấm chuyển dân thường tới sống tại các nước chiếm đóng. Ví dụ như năm 1945, gia đình ông bà tôi đã bị các sĩ quan Xô Viết dùng vũ lực đuổi khỏi căn hộ của họ. Sau đó, các sĩ quan Liên Xô và gia đình chuyển đến sống trong căn hộ. Kremlin có chiến lược thanh tẩy các sắc tộc vùng Baltic nhằm biến người Nga trở thành đa số trong những thành phố lớn của vùng Baltic. Trong khi đó, người Estonia, Latvia, Litva bị đưa lên các toa tàu chở súc vật và bị đẩy tới Serbia. Các quốc gia Baltic nhỏ bé bị đưa tới bờ vực của sự tuyệt chủng. Lưu đày, sự tử và tra tấn đã trở thành thực tế hàng ngày cho hàng triệu người thời hậu chiến. Các trại tập trung nằm rải rác khắp Đông Âu đến tận Serbia. Tại đó, những thí nghiệm y tế khủng khiếp được tiến hành trên con người. Trong trại Butalaga ở Makazan, KGB đã sử dụng hàng ngàn tù nhân như chuột để thí nghiệm trong các thí nghiệm với bộ não.
Những tù nhân vẫn còn sống khi thí nghiệm được thực hiện. Tất cả những việc này xảy ra sau khi Đức Quốc xã đã bại trận và các nạn nhân đều được tưởng niệm. Còn nạn nhân của các trại tử thần của Liên Xô được chôn trong các ngôi mộ tập thể. Và chẳng có các đài tưởng niệm nào ở đây cả. Chỉ có đống giày của các nạn nhân bị giết, có cả giày của trẻ em. Biết rằng không bị truy tố, PGB tiếp tục khủng bố dân chúng và tự do bộc lộ bản năng thú vật của họ. Chúng tôi ra khỏi đó có một vũng máu lớn. Chúng tôi lấy máu cho vào một lọ thủy tinh, bởi vì đó là máu của cha tôi. Tôi cảm thấy rất khó nói về chuyện này. Như thể là vết thương lòng của tôi đang rỉ máu lần nữa. Những bức tranh này được vẽ bởi một lính gác cục KGB, người đã làm việc cho hệ thống nội vụ Liên Xô trong 35 năm. Anh ta miêu tả lại công việc hàng ngày của mình. Những người này là ai? Ai đã làm những việc tàn ác này? Hãy gặp một người trong số họ, tên sĩ quan khét tiếng Jared Ritter, chuyên viên điều tra của KGB ở Latvia. Hắn ta trở nên đặc biệt khét tiếng vì sự tàn bạo của mình đối với phụ nữ. Lời khai của các nạn nhân đã mô tả lại những màn thẩm vấn kinh dị. Các sĩ quan KGB đã đánh đập phụ nữ và tra tấn liên tục trong 20 tiếng đồng hồ. Không phải ai cũng chịu đựng được. Veronica, vợ của Waltman Ernest, đã bị đánh đập và tra tấn bởi Rita và những đồng sự say mềm trong 4 ngày liền. Cuối cùng, bà ta đã treo cổ tự tử trong phòng giam của mình. Khi Liên Xô sụp đổ, Rita đã chạy trốn về Nga. Điện Kremlin từ chối dẫn độ hắn và gọi hắn là cựu chiến binh danh dự. Dưới bàn tay của các cựu chiến binh KGB, Liên Xô đã khủng bố và tra tấn những người dân vô tội. Họ là những lính gác các trại tử thần, nơi hàng triệu người đã bị giết và hàng ngàn người được sử dụng trong các thí nghiệm y học khủng khiếp. Nhiều cựu cai tù của các trại tử thần này vẫn còn sống. Không như các đồng nghiệp SS, họ tự hào về những gì mình đã làm. Họ tự hào về Liên Xô, nhà nước đã cho phép họ làm những việc này. Ta phải thừa nhận rằng sự sụp đổ của Liên bang Xô Viết là thảm họa địa chính trị lớn nhất của thế kỷ này. Không ai muốn thừa nhận rằng cha ông của họ là tội phạm. Đó chính là vấn đề. Tôi nghĩ rằng nước Nga trong vai trò thừa kế của Liên Xô có nghĩa vụ tiến hành điều tra toàn diện các tội ác và bản chất thật sự của chế độ Xô Viết. Tôi nghĩ rằng cho đến nay họ không sẵn sàng hoặc không thể làm việc đó. Trong thời kỳ Gorbachev và Yeltsin, ít nhất các tội ác của Liên Xô đã được công khai.
Trong thời đại của Putin, chúng ta lại thấy một ứng xử hoàn toàn khác với quan điểm rằng nước Nga hiện tại đang nối bước của Liên Xô cũ. Và bất kỳ công kích nào vào Liên Xô được xem là công kích vào nước Nga hiện tại. Hình ảnh của nước Nga đã được tạo dựng rằng họ thuộc về một đế chế lớn. Khi đế chế ấy mất đi, họ cảm thấy như họ bị mất bản sắc của chính mình. Đây là cảm giác tự ti của nỗi nhục quốc gia đã tồn tại ở Đức sau khi Chiến tranh Thế giới thứ nhất kết thúc. Đó là mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa tân phát xít. Đó cũng chính là những gì đã đưa nước Đức đến với chủ nghĩa phát xít. Moscow, ngày 4 tháng 11, ngày đất nước thống nhất. Kể từ khi Putin lên nắm quyền và từ khi cuộc chiến Chechnya lần thứ hai nổ ra, đã có một cuộc tuyên truyền bài ngoại quy mô lớn từ trên xuống dưới. Người dân bắt đầu cảm thấy căm ghét người nước ngoài, những người có ngôn ngữ hoặc tôn giáo khác. The former Russian defense minister, Pryonov, cựu bộ trưởng quốc phòng Nga, truyền thông đại chúng của Nga đang chống lại nước Nga và nhân dân, vì nó đang do bọn mafia Do Thái nắm giữ. Người phát biểu tiếp theo, ông Rogozin. Ông Rogozin dẫn đầu đoàn đại biểu Nga tại hội nghị của Hội đồng châu Âu, nơi ông ta đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa phát xít ở châu Âu. Tại quê hương, chương trình nghị sự của ông lại có chút khác biệt. Một đoạn video vận động của ông trong cuộc bầu cử sơ bộ. Hãy nhặt lên và tự dọn dẹp. Mày có hiểu tiếng Nga không thế? Let's rid Moscow. Hãy dọn sạch rác rưởi ở Moscow. Xin mời ông Kranovich phát biểu. Tôi là Nikolai Kranovich, thành viên Duma Quốc gia, đảng viên Đảng Dân Chủ Tự Do Nga và là thành viên của Ủy ban An ninh. Tôi xin đón chào tất cả những người yêu dân tộc Nga. Nước Nga vinh quang. Kiểu chào Đức Quốc xã ngay trong Nghị viện Nga. Nếu bạn cho rằng ông ta không thể làm gì hơn thế, bạn đã nhầm. Chúng tôi đang bị các thành viên Đảng Xã hội Quốc gia Nga bắt giữ. Nước Nga vinh quang. Đoạn phim ghê tởm trên là một trong số hàng trăm những đoạn phim được đăng trên trang web của Đảng Xã hội Quốc gia Nga. Khi những hình này được đưa lên trang nhất của các phương tiện truyền thông thì cơ quan công quyền Nga đã đóng cửa trang web quốc xã này và họ tuyên bố rằng đó là sự khiêu khích của người Mỹ. Sự việc được xem là một trò đùa. Họ đặt vấn đề về tính xác thực của đoạn phim. Thật không may, vụ giết người trong đoạn phim trên là có thật. Có hàng trăm vụ giết người như thế mỗi năm trên toàn nước Nga. Và nỗi đau của người thân của nạn nhân cũng thật sự không thể nói lên lời. Biến những bi kịch của người khác thành trò hề đã trở thành việc bình thường ở Nga. Diễu cợt nạn đói ở Ukraine và thảm họa Holocaust của người Do Thái được coi là bình thường. Bởi vì giết người là hợp lý nếu với mục đích thanh lọc xã hội. Tội phạm chiến tranh Ratko Mantic, kẻ đã giết 8.300 người. Kẻ giết người trở thành anh hùng. Những tên giết người hàng loạt là những cựu chiến binh đầy huân chương và thanh niên được dạy rằng những tội ác chống lại loài người là những hành động anh hùng. Không có gì ngạc nhiên khi các tội ác này đang được lập lại. Nước Nga vinh quang.
Giờ đây châu Âu đang có cơ hội để lên án những tội ác kể trên và yêu cầu dẫn độ thủ phạm đã gây ra những tội ác này. Nhưng châu Âu vẫn do dự. Tại sao? Chúng ta đều biết rằng châu Âu phụ thuộc vào dầu mỏ và khí đốt của Nga. Tôi nghĩ rằng đó là chính trị, và chúng ta đều biết rõ ràng châu Âu không thể phản đối Nga trong rất nhiều vấn đề. Thật đáng tiếc là châu Âu vẫn tiếp tục phớt lờ các tội ác của Liên Xô như diệt chủng, trong khi hàng triệu nạn nhân vẫn bị châu Âu thờ ơ. Mỗi nạn nhân đều có quyền bình đẳng để chứng kiến thủ phạm được đưa ra xét xử và kết án. Nhưng thế giới lại không vận hành như thế. Ví dụ, trong trường hợp của Katyn, chúng ta biết được tên và địa chỉ của nhiều sĩ quan Liên Xô là những thủ phạm giết người không gớm tay. Đến khi có đầy đủ bằng chứng để tiến hành điều tra thì những kẻ giết người có thể xin tị nạn ở Anh, vì ở đó chúng sẽ được an toàn và tội ác chúng gây ra sẽ không bị coi là tội ác chiến tranh. Và những tội ác khác của Liên Xô cũng không được xem là tội ác. Các nạn nhân đang lặng lẽ qua đời, không nhận được sự an ủi hoặc công lý nào. Trong Liên minh châu Âu, công lý được dành cho các nạn nhân khác. Nhìn vào tượng đài xám xịt ở trung tâm châu Âu, ta không thể không nghĩ rằng nó còn đứng đây bởi vì sâu thẳm trong tim nhiều người, họ vẫn tin vào những gì mà hai người đàn ông này giao giảng. Tiêu diệt các quốc gia lạc hậu hơn không được coi là một tội ác, bởi vì nó mở đường cho các quốc gia tiến lên xây dựng cuộc sống tốt hơn. Trong khi quan điểm này vẫn còn tồn tại và khi bóng ma của hai người đàn ông này vẫn ám ảnh châu Âu, thì sẽ còn rất khó cho những quốc gia khác nhau thực sự thống nhất. Liên Xô đã giết chết hơn 20 triệu đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Bộ phim này là dành riêng cho họ.